quan điểm giữa người hướng nội và người nhút nhát khác nhau hoàn toàn. Các bạn cùng mình xem video này nhé. Người hướng nội, họ phải mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể chất khi phải tương tác xã hội. Còn người nhút nhát thì họ cảm thấy lo lắng và bó buộc khi phải tương tác xã hội. Người hướng nội họ có thể là người bắt chuyện trước, nhưng rất ít khi làm thế. Còn người nhút nhát thì họ luôn muốn là người được tiếp cận và bắt chuyện trước. Người hướng nội họ có thể nói rất nhiều trong một nhóm nhỏ, nhưng luôn im lặng trong đám đông. Còn người nhút nhát thì họ có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng hầu như lúc nào cũng im lặng. Đối với người hướng nội thì mọi người nghĩ rằng họ nhút nhát chỉ vì họ không thường thể hiện cảm xúc. Còn người nhút nhát thì ở những nơi xa lạ, họ luôn cảm thấy không thoải mái. Người hướng nội họ thích ở một mình vì đây là cách họ sạc lại năng lượng. Còn đối với người nhút nhát, họ không thích ở một mình, nhưng vì sợ giao tiếp, họ buộc phải làm thế. Người hướng nội họ không thích nói chuyện phù phiếm, nhưng luôn sẵn sàng nếu đó là một cuộc nói chuyện với chủ đề sâu sắc. Còn với người nhút nhát, họ rất sợ phải thể hiện mình thông qua lời nói. Người hướng nội họ có thể tự tin phát biểu trước đám đông. Ngược lại, người nhút nhát thì họ cảm thấy căng thẳng đến độ mồ hôi tuôn như mưa, mặt thì tái nhợt. Bạn có phải là người hướng nội hay người nhút nhát không? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé!